nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khởi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 PVA Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Quay này đẩy vào trụ, cứ bót liên tục đẩy vào thì sao sẽ có quay để băng trụ thôi. Cắm mắt ra kìa. Tành vòng ra, không cần TP của Flanre anh em ạ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng. Và sau đây sẽ là một game đấu mà rất nhiều bạn khán giả có yêu cầu mình reaction lại. Đó là trận đấu đầu tiên của Sọp tại LPL khi mà Sọp sang LPL để du đấu. Và đây là game đấu mà các bạn đang theo dõi trên màn hình. Đó là một trận đấu trong khuôn khổ bảng A của LPL mùa hè năm 2016 khi mà Snake Esports đụng độ cùng với Newbie. Và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu để xem nó diễn ra như thế nào anh em nhé. Và cũng như là xem cái cách mà Sọp đi rừng ngày đó so với bây giờ thì nó có gì khác biệt hay không. Let's go. Ok, đợt này thì có VTV rồi nên chúng ta xem VTV anh em nhé. Ở bên phía Team Snake chúng ta đang thấy đó là cái tên SOM. Đây, huấn luyện viên của SOM ngày xưa của Việt Nam. Huấn luyện viên của Snake sang thi đấu cho LPL. Đã sau. Đây là lần đầu tiên trận đấu đầu tiên. Huấn luyện viên này sau này thở với vô địch chung kết thế giới xong anh em. LPL vãi nhìn qua. Mới cùng EDG vô địch chung kết thế giới 2021 xong. Cũng như những khuôn mặt rất quen thuộc. Có Flare, có Sọp và có huấn luyện viên của EDG bây giờ. Fit và Chandler rõ ràng. Khi mà Sọp là một trong những nhân tố khá mới, chính vì vậy thì Newbie họ cũng không thu có nhanh cái đoạn phân tích này nhé anh em nhé. Nhìn Sọp mới sang này. Và ngay trong lượt lựa chọn đầu tiên thì Swift lấy cho mình một trong những vị tướng đi rừng phải nói là khá mạnh ở thời điểm hiện tại này. Đó là King Red và đáp trả lại những lượt lựa chọn bên phía đối phương thì Snake họ lấy cho Flamme đó là Vladimir và xạ thủ của Snake trong trận đấu này Martin lựa chọn cho mình là Lucian. Những người chơi bên phía Newbie những cái tên như V, Swift, Dade, Happy, Y cùng với anh chàng Mo, ZB thì cả năm người chơi bên này có Dade anh em ạ. Người chơi đã có tên tuổi. Bên này có Swift và Dade, hai người chơi rất là nổi tiếng ngày đấy. Hay là Dade. Còn ở bên phía Snake thì những cái tên như Tanh cũng đã được chúng ta biết đến trong khoảng Dade, Landre, còn Sock thì là cái tên quá quen thuộc với khu vực Việt Nam của chúng ta thôi. Team Snake hiện tại đang chỉ đứng cho mình ở vị trí mét bảng với hai trận thua liên tục và họ chỉ có thể thắng được một trận duy nhất trong số những cấm Swain, Nidalee với cả Rai, những cái cấm Trundle, còn được cả CBO3 thì họ cả hai trận đấu. Đó là lý do tại sao họ đang được dùng mét. Trước khi Sọp sang thì người đi rừng của Snake Esports thời điểm đấy là GZR, ZZR á. Đổi tên và với cái phong độ cực kỳ khủng khiếp tại giải mùa xuân thì Pewu đã có những cái khoảng thời gian. Cái đấy rất là bị bệnh nên là phong độ cũng không tốt lắm. Cực kỳ đáng gờm tại khu vực LPL này. Nó đẩy Sọp lên. Thì đối thủ của họ trong trận đấu này là Snake, một đội đang không biết đến thắng là gì. Và đây cũng là một đây là Flanre, nhìn Flanre cái trẻ anh em, nhìn Sọp kìa. 2016 thì lúc đấy Sọp mới có 18 tuổi à? Một phần Sọp 98 2016 mới có 18 anh em ạ. Cái sự xui rủi của team Snake thua trận đấu đầu tiên dẫn đến tâm lý thi đấu của người ta đánh như kiểu đánh rank á. Không có. Xem nay Sọp đánh rank như nào nhá. Cũng bị luận rank nhưng mà rank này hơi thế giới. Và gần như chắc chắn 100%. Sọp sẽ có cho mình vị tướng Brave ở vị trí đi rừng trong trận đấu này với một đội hình. Một chút nữa vào game thì mình sẽ để nó chậm lại một chút xem. Vị trí của họ có hai vị tướng là Gray cùng với Lucian. Sát thương phép họ cũng được đảm bảo và khả năng chịu đòn cũng đang được đảm bảo dần dần. Và còn những vị tướng hỗ trợ mà vừa nãy tôi thấy rằng Snake muốn lấy như ba, rất có thể họ sẽ lấy trong sự chọn. Và bạn thấy không ạ, ngày đó thì cấm chọn thì nó như này này. Sẽ phải lộ ra tướng đường trên. Và khi lộ ra tướng đường trên thì Kama chắc chắn 100% sẽ là tướng hỗ trợ. Cấm 3 sau đó chọn 5 là hết rồi. Không có cấm phải bộ phê 2 gì cả. Đây cũng là một trong những phương án khá hợp lý. Gọi là đây là một trong những yếu tố để giúp cho đội hình của Snake họ có thể lao vào và mở giao tranh với chiêu cuối trận khởi điểm của mình. Nhưng tuy nhiên, với việc là lựa chọn Lucian ở ngay những lựa chọn đầu tiên thì Martin anh ta mở ra cơ hội lựa chọn cho Zero, đó là Brom, vị tướng để có thể kết hợp tối đa một cách tối đa sức mạnh với anh chàng Vega hay súng này. Còn trong khi đó thì cái khoảng thời gian đầu tôi thấy rằng là Sopic Ray anh em ạ. Khá vui khi mà anh ta bị nhắm vào Renga. Nhưng tuy nhiên ở phiên bản 6.10 này thì Renga không phải là một vị tướng để có thể đem lại an toàn chắc chắn. Từ rất lâu rồi team Renga. Đây như là Zero. Nó ở rất xa. Ngày đó còn Crystal thứ cơ. Nhưng mà đấy Crystal cũng đang bị bệnh hay sao không đánh được. Sọp có mình Ray, một trong những vị tướng mà anh chàng này được tập bên máy chủ Hàn Quốc. Nói chung lúc mà Sọp vào thì lúc đấy team cũng đang nhiều vấn đề lắm. Các trang tin báo bét bảng rồi phong độ các cái player còn lại cũng đang không được tốt. Anh ta đánh xếp hạt cùng với người đồng đội của mình ở đội Snake và Tank ví dụ giữa này. Và chúng ta sẽ trông chờ vào một trận đấu vô cùng thú vị. Một trận đấu mà sẽ khiến cho những lượng fan của team Snake được tăng lên đáng kể. Những fan Việt Nam sẽ tăng lên rất đáng kể bởi Sọp từ lâu đã trở thành một trong những người chơi đi rừng. Tốp tên cục quá à, tên V à, tên một chữ một à. Mùa trước là một mùa mà thật sự đáng tiếc khi Sọc không thể nào có được chức vô địch của giải đấu cao nhất tại Việt Nam. Nhưng
đến thời điểm hiện tại anh ta đã tìm được một con đường riêng mình đó tại đấy nghe đồn là Sọc cũng tính nghỉ LOL với ở bên phía Snake với Flandre, Sọc, Tank, Martin và Jinjo. Một ẩn số đem lại đến từ chàng trai Việt Nam của chúng ta. Và nếu Gia đã nói rằng là về cái phong cách thi đấu thì rõ ràng Sọc anh nhỉnh hơn ở anh chàng Gia này, đó là cái việc hổ báo. Về kỹ năng thì hai người Gia cũng được coi là một trong những thần đồng của Liên Minh tại Trung Quốc, nhưng với lối chơi hổ báo, kiểm soát đường thông minh cũng như là những tình huống ra vào giao tranh và căn kè sát thương hợp lý thì hy vọng rằng Sọc có thể gây ra được đột biến giúp cho Snake có được một kết quả có lợi trong trận thi đấu này. Ngày đấy Đa Đê cũng là một mid rất là đáng chú ý. Kỹ năng có trình độ thực sự để có thể đi ra được biển lớn, và đây đang là những thử thách đầu tiên của anh chàng này. Hãy cùng chúng tôi đến. Nếu các bạn có xem phim tài liệu của EDG đợt vừa rồi đăng trên kênh LPL bên Nimo ấy ạ, thì huấn luyện viên Suning, huấn luyện viên EDG bây giờ là huấn luyện viên cũ của Snake ấy, là một huấn luyện viên cực kỳ hay, cực kỳ tốt. Gần như từ xem cái hậu trường mới biết là đóng góp huấn luyện viên lớn đấy như thế nào. Khi mà thời gian ra lính bị giảm đi, khi mà cái cơ đồ một máu nhiều chưa kìa. Gray ý chỉ thần sấm quen không ạ? Ý chỉ thần sấm quen. Quyền năng bất diệt của Brom với cả Maokai kìa. Để đi ra một khu vực là thấy rất nhiệt huyết chiến đấu của Kindred. Chia nhau ra là nhiều hơn bởi bất kỳ cuồng huyết chiến tướng của Sivir. Bạn đối phương vào đâu bạn có thể cắm được ngay những con mắt ở đó. Hãy nhìn đứng giữa thì Tank mang cái dũng khí khổng lồ. Hải niệm vãi. Và tôi thấy rằng có một cái điều khá không phải là xúc kích bão tố à? Việc Sọc anh ta cầm cho mình đó là ý chỉ thần sấm. Ý một trong những điểm bổ trợ then chốt mang tính chất là chơi rất hổ báo ở thời điểm đầu trận. Với ý chỉ thần sấm lên sát lực anh em ạ, lên full sát thương. Với cả kinh nghiệm của Swift. Ngày xưa cái thì ngày xưa cái R của Ray anh em ở vai trò đi rừng thì ngày xưa cái R của Ray nó có thể cancel animation được, tức là nó không bị giật về đâu ạ. Nó có thể đánh đạn xung tiêu của mình và thêm cả điểm gọi là ER anh em. E đánh tay R ở thời điểm đầu trận đấu. Thì không sorry. Đánh tay RE và nó không bị giật ngược về. Còn phía bên kia là đây là pha cướp rừng à? Sẽ không có đổi đường ở trong trận đấu này. Cướp rừng ở cấp độ 1 đến từ bộ đôi bên phía của Newbie. Cả bị bắt bài à? Hay bên phía Newbie đều đang bắt được bài của nhau, thì lúc này thì Happy anh ta ngay lập tức bị làm choáng trong tình huống này và chết cả hai luôn, phải là chết hai luôn này. Phải lên bảng điểm số 19 công đầu từ rất sớm dành cho Snake. Và chỉ cần một điểm nữa thôi, xong mò anh ta phải tốc biến qua bên kia tường, nhưng tốc biến theo và cũng là tốc biến theo cực kỳ tuyệt vời, một khởi đầu không thể nào mà tốt hơn dành cho Snake và đó là Martin và Gio. Bot ăn hai mạng sớm. Chơi này đã đem lại những điểm hạ gục rất sớm, những lợi thế mà cảm giác rằng Sọc sẽ biết mà tận dụng cho khoảng thời gian sắp tới. Một cách ganh từ sớm đến từ Sọc. Sọc ganh cấp độ 2 này, Đa Đê cầm heal tốc biến vẫn chết. Ý chỉ thần sấm kìa. Không cần. Con Azir điểm yếu chí mạng của nó level 2, nó không có chạy, nó không có gì chạy hết anh em ạ. Mạng đầu tiên cho Sọc. Đẩy luôn cái wave, reset wave và chia kinh nghiệm. Ngày đấy mid không mang TP như bây giờ đâu anh em ơi. Ngày đấy mid không mang TP như bây giờ nhá. Ngày đấy thì vẫn còn áp lực đi đường các thứ nhiều lắm. Chỉ có là top phải mang TP rồi. Ngày xưa top tạm mang theo đốt đúng không? Top bùa 3 tạm mang theo đốt thôi anh em ạ. Azir bên kia tôi đã thấy một lần ở Gray cầm bùa đỏ level 2 ra gank Azir chỉ có Q với đúp, mà Q đúp Azir thì không làm gì hết á. Gank level 2 chí vãi. Lấy cả hai spell và lấy mạng luôn. Đó là việc mà ăn bùa đỏ sớm, sau đó vòng ra. Và bạn để ý cái vòng rừng của Sọc nhá. Nhất là với những vị tướng đẩy cao. Game này Sọc out farm rừng bên kia luôn á. Cái yếu điểm này với khả năng mà bắn bùa đỏ cũng như là khả năng gây sát thương lớn thì Sọc đã có thể lấy được điểm hạ gục này. Cái bánh bích quy đấy là thực ra là do mang bảng và mua máu thì nó thành bánh bích quy nha anh em nhé, nó không như bây giờ nhá. Bánh bích quy bây giờ là nó bon nứt thêm thôi, còn ngày xưa nó là bình máu mua nhưng mà nó chuyển thành bánh bích quy khi bạn cộng ngọc. Trong tình huống đấy là một cái tình huống mà chúng ta đã hiểu lý do vì sao Sọc lại cầm cho mình là ý chỉ thần sấm. Lượng sát thương mà Gray có thể gây ra được với bùa đỏ và ý chỉ thần sấm quả thực là rất nhiều. Còn với chất tướng của Sọc xe XP với cả mid giờ level 4 rồi này. Lucian trong tay của Martin. Swift level 3 thôi. Thoải mái ở khu vực dưới và tận dụng một tình huống không có tầm nhìn đến từ Happy White, hay còn nói đây là anh chàng sát thủ Peko cũ của Kelgu, thì bây giờ đang có một cái lợi thế không nhỏ ở khu vực đường dưới này và Swift ở Kelgu drama với cả Dunphy. Gia tăng tiếp tục lục bại luôn. Martin và Gio, đó cũng không phải là điều khó hiểu, hoặc có thể ra đường giữa và hỏi thăm Đa Đê một lần nữa. Rất có thể nhưng Tank đang làm rất tốt ở đường giữa. Tank là mid hàn nha anh em nhé. Và chúng ta có thể để ý một điều rằng ở khu vực đường dưới, Martin và Gio họ đã biến về một lần rồi.
Top thì kèo này Flandre các bạn thấy không ạ? Kèo này kèo không dễ đánh đâu nha. Kèo Fiora Maokai là kèo không dễ đánh tí nào đâu nha. Mà farm không hề thua nha. Farm vẫn rất là ok luôn đó. Với những người chơi hàng đầu thì họ nhận xét rằng shopping ở cua trên rồi kìa. Về nhà mua giày bạc nha. Nhìn nó dị thật sự luôn á. Sẽ bị giảm đi rất nhiều. Sẽ không thể nào mà đi đọt được Martin cũng như Zio nhiều nữa. Mà họ sẽ phải ở trong thế phòng ngự. Nhất là những và mid thì đa đây nằm xuống một mạng thôi là thấy thua quá trời CS rồi. Top Flandre farm kìa. Kèo đang biết kèo là ai đánh kèo trên nữa trời. Sọp cầm giày bạc ra mid. Có E lần này có E, sọp flash chặn E nha. Sọp tính flash chặn E ấy, nhưng mà không được anh em ạ. Nhảy về đến từ Đa Tức là có tính toán cho tướng canh đấy vì biết rằng đối phương không có flash và sát thương nó rất là nhiều. Từ nghĩ chỉ thần sấm. Nhưng mà hơi đen là không chặn được. Trên đường mà nó di chuyển và Sọp có ý định chặn cái điều đó. Nếu như anh ta làm được thì đã là một pha thi đấu rất tuyệt vời và có chủ đích của Sọp rồi. Nhưng Sọp đã không có một cú tốc biến chính xác. Và thành thật mà nói thì đó là một tình huống khó. Không mua được đồ đi rừng, mua giày bạc anh em ạ. Thực ra đồ đi rừng có thể nâng cấp, nhưng mà Sọc muốn mua giày bạc để đánh hổ báo hơn đầu trận. Còn sweep thì lên cái đồ trừng phạt đỏ. Mà đã đề định dùng cho mình các cần quét, nhưng không sao. Việc người thường xuyên hỏi thăm ở khu vực đường giữa đến bây giờ là đến lần thứ hai, khiến cho Đa Đề sẽ phải rơi vào thế bị động. Và anh chàng này sẽ buộc phải kiểm soát tầm nhìn. Đa Đề thua len kìa. Một cái nỗi lo vô hình mà Sọc đang tạo ra dành cho đường giữa của Newbie. Trong khi đó thì ở khu vực đường dưới này, Martin ngay sau khi mà có được cái bot này ăn mạng sớm ở thời điểm ban đầu trận đấu, nhưng tuy nhiên nhưng mà chưa win lane nhiều lắm và giữ đường rất tốt. Và cái trang bị mà Sọp đang mua bây giờ đó là trang bị đã bị xóa, như anh em đã biết. Riot Games đã xóa nó vì nó quá lợi hại. Nếu mà ngày xưa có tính cái điểm tầm nhìn, chắc là tầm này Sọp nó quá trời điểm tầm nhìn ở cái game này luôn á. Chưa đi đọt được một cách triệt để, chúng ta thấy rằng Tanh đang tận dụng được rất tốt những lợi thế mà Sọp đem lại với việc mà dồn ép Đa Đe liên mid đi Azir tới nóc luôn. Của Tanh mà thôi, lượng chỉ số lính hơn là trời rất ơi. Nhiều. Tanh luôn có những pha thi đấu cực tốt và Sọp phát hiện ra một con mắt. Anh ta đã trừng phạt vào bãi chim quỷ biến dị và đặt bãi. Ngày xưa trừng phạt chim nó có như kiểu là cái kiếm bất bu bây giờ á. Sọp là một người chơi đi cướp rừng à? Đồng đội ở trong đội tuyển Nibali Fulis hồi xưa. Và không có lý do gì trong một cái thế trận như này anh ta có thể cũng là một người kêu gọi nhỏ nhỏ đang muốn gỡ lại đi những cái lợi điểm bất lợi. Sweep ra mid reset way, cái này pha này chỉ là reset way thôi. Nhưng mà lộ ở đường giữa cái mất đây. Sọp cướp bãi sói trước khi mà cướp bãi cóc nha anh em nhá. Cướp rừng là phải như vậy. Luôn luôn ưu tiên cướp con sói trước, mà khi trừng phạt con sói nó có một cái linh hồn ở trong rừng, đối phương vào cái con linh hồn đấy nó sẽ soi. Đây sweep đi vào mất ba bãi trên rồi anh em ạ, mất cả bùa xanh thứ hai rồi á, mà cướp được pha đấy là phải nhờ Flandre đẩy len đường trên xong mới vào được nha. Cái kèo này là cái kèo mà Flandre đánh hơi bị hay rồi á. Trời ơi, xử lý kìa. Trao đổi cực kỳ lời và giúp Sọp cướp ba bãi trên cái hết sức tự tin. Cũng may cho Sweep là còn ăn được mấy con cua, có cái đồng nguyên ấn. Đây là đồng nguyên ấn thứ hai nhờ hai con cua đầu để có đồng nguyên ấn cả. Nhưng cái mid bị đỉ 30 CS này. Lúc này Sweep sẽ đi vào và đây rồi. Ôi bạn ơi. Cũng có Sọp ở đây. Sọp cắm mắt. Có mắt cắm sang bên phía bên kia bờ tường. Cũng tính sang cướp nhưng mà đâu cướp được. Cái mít nó như thế này sao mà cướp được? Cướp xanh mà. Trong khi đó thì ở khu vực đường trên, Vi bật chiêu cuối luôn. Ép cho Flandre phải bật cho mình chiêu cuối lên, nhưng tuy nhiên đó là tất cả những gì mà Vi muốn. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm đó thì Flandre cũng không gặp bất kỳ một cái trở ngại gì, bởi vì cái tình huống này biến về mua thêm cho mình trang bị nó cũng ổn. Nó là một thời điểm đẹp, 50-66 triệu lính về cũng mua được luôn tàn tích của Bami, thêm một cái giáp và một cái giày. Đó dịch chuyển lên top chắc là Flandre vào quay xấu rồi. Lúc đầu về regen TP thôi. Máu mà đối đầu với một vị tướng có sát thương hơn tầm hơn 2.000 tiền sau 9 phút này. Như là Vi cầm cho mình Fiora thì cũng là một cái điều gì đó không hợp lý. Bây giờ lên đường trên thì Vi chỉ cầm thêm cho mình một cái vít trượng mà thôi. Trong khi đó thì lượng đồ của Flandre được cầm thêm, tôi nghĩ là nhiều hơn. Anh ta khá ổn. Anh ta có thể trụ được đường. Anh ta trụ được đường và lại một lần nữa thì Sọp lại kêu gọi Flandre tiến vào trong khu vực của Sweep.
Và đây là một lại xin thêm phòng 70 quái rừng cánh trên anh em ạ. À. Sweep lên nơi thì chả có cái gì cả. Farre cứ vào nơi này thôi. Quá trời mắt. Lại trừng phạt kìa. Trừng phạt này nó làm lộ vị trí rừng đối phương ấy nhỉ. Đúng, này, chúng ta có thể cảm giác Kim đẹp vào cái bị lộ luôn đấy. Kiểu như sweep đi đến đâu là bị lộ đến đấy anh em. Rừng bị mất đến đấy hoặc là sọt xuất hiện ở đó. Và đây mà luôn luôn cướp sói trước cướp cóc sau. Đi được trên cơ của cướp hết rừng rồi. Đi rừng người Hàn Quốc đang thi đấu cho đội tuyển UV này và thậm chí rằng kể cả bãi đồng nguyên đấn. Cướp sói trước cướp cóc sau để mà rút anh em ạ. Một tình huống tấn công ở khu vực đường dưới Happy đang bị tấn công. Một chiêu cuối thanh trừng được tung ra. Tất cả những chiêu cuối của hai đội đều đã được sử dụng và rất thông minh. Tấn công và sweep. Người ta biết rằng nếu cướp cóc trước cướp sói sau thì có thể gặp nhau đánh nhau ở sói rồi. Hiện tại thì sweep đang thấp cấp độ hơn sọt, nhưng tuy nhiên còn khi cướp là phải cướp sói trước cướp cóc sau. Rõ ràng là King Red có thể là cò quay lâu hơn đợi cho Dade ra. Ra mid đẩy phụ cho tanh một chút và cướp rừng tiếp. Sweep đi đâu đây, sweep sang phần rừng sọp. Thay vào đó, sọp tối đa về khả năng cướp rừng. Đi đến đâu là quái rừng hồi đấy anh em ạ. Đây là may hay là anh ta tính toán ta? Nếu như có một con mắt ở đó thì có thể là tính toán bởi một bãi rừng hồi lại là 1 phút 40 giây. Flatray lùi tí, Flatray ơi. Biết được nếu như các bạn sweep cánh trên anh em à. Biết được khả năng tính toán của sọp tốt đến như thế nào. Đây là con quái không có đồng nguyên đấn. Gia sư Vũ Nhộn trên YouTube của Vietnam Esports TV. Là chương trình Gia sư Vũ Nhộn đó có sự tham dự của sọp và anh chàng này đã chứng tỏ chúng ta trong cái ngày hôm đấy là mình tính toán thời gian của những bãi rừng ra là tốt đến như thế nào. Sweep cũng là một người hoàn toàn có thể làm một điều tương tự, nhưng rõ ràng anh ta đang chậm chân so với những gì mà sọp thể hiện. Đang khá chậm đi. Và với những tình huống can thiệp ra khu vực đường giữa ở thời điểm đầu khá đúng lúc thì bây giờ cái cục diện đối đầu giữa Tanh ping rồi kìa, sao ping rồi kìa, phía sau có người Tanh ơi, nhiều vào vị trí của Tanh được, nhưng Sweep đang tiến ra muốn nhắm vào Tanh cũng hơi khó. Khu vực đường trên thì liên tiếp có những điểm yếu xuất hiện ngay trước mặt của Vi, nó sập lại ra mid reset way nữa rồi, hơi nhiều máu, nhưng với cái chất tướng của mình thì việc hồi phục với Maokai không lại vào cướp kìa, quá khó khăn, lại ra đẩy mid sau đó me me vào cướp rừng của Sweep kìa, sẵn sàng chơi, chơi luôn thức với cả vị trí của Sweep khi đã có Tanh ở đây vẫn đang bắn liên tiếp, nhưng Sweep đã hạ gục được FM và không kịp bật chiêu cuối lên. Ở phía bên này thì Tanh đã có một lượng gây sát thương là rất lớn vào người vào Tanh, cái gì với sự hỗ trợ của Gio. Những điểm hạ sao suy không nhả cửa cứu sinh nhỉ? Snake trong pha thi đấu này và có một người ra can thiệp là Vi. Kama thì đi hơi chậm ra. Thật sự mà nói trong pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu mà cả Sọp cũng như là Sweep đều đấu gan với nhau, thi gan với nhau. Cả hai người đều ở trong một cái thế là nhìn nhau nhưng không quay đầu bỏ chạy. Chúng ta thấy rất nhiều những trường hợp khi mà phù phép huyết đao của Sweep là cả hai đều quay đầu. Sọp thì đã có phù phép chiến binh rồi. Nhau một lần nữa. Nhưng cái phù phép chiến binh ngày xưa nó lỗi vãi anh em ạ. Nó cộng sát thương nhiều vãi ra. Có cái tên có chữ S ở phía trước. Chính xác và đấy. Đó là một cái đòn tâm lý chiến. Và tất nhiên là chỉ thật sự hai thế này chỉ thật sự đánh tới chết luôn ạ. Thì cái việc mà Sọp anh ta phải nằm xuống đó. Flandre à nhầm Tanh ăn mạng. Đáng lưu ý. Anh ta tiến ngay. Sọp chỉ có acid thôi. Đai lưng hashtag. Lại cướp bãi chim kìa. Tanh và Tanh và Sọp đã chạy thẳng sang bãi chim đối phương luôn. Ở trong Sweep thì đang ăn hai bãi trên họ ạ. Đang là hai người thể hiện được nhiều okay, nhất. Ok, xin luôn. Trợ lẫn nhau. Đúng, chúng ta thấy rằng máy quay mà Sweep gần như không đi gank được ở lane nào hết anh em ạ. Trung chủ yếu vào sọp vị trí. Đây rồi, không flash đi luôn. Có điểm hạ gục đến đó. Những pha di chuyển tương đối. Kiểu Sweep giờ lang thang ở cánh trên kìa anh em kìa. Tiền chênh lệch rồi. Kiểu như gần như và là không thể nào chơi nổi game. Ăn nhập này đang ngày càng tốt hơn, rồng đại dương nữa. Tiến ra ăn rồng đại dương. Gần như tôi không thấy Sweep có cái tác động đến một cái lane nào hết ở trên cái bản đồ này á. Bởi vì thứ nhất là lane nào cũng thua. Ba lane đều thua, đường trên thì có mỗi kèo thắng thì lại đánh cũng không ra được chất tướng. Đường giữa thì thua đừng hỏi, rồi đường dưới cũng vậy, mất hai mạng sớm. Phía bên bãi bùa xanh của Sọp, trong khi đó thì ở khu mà win lane một cái là Sọp sang nó cướp hết rừng rồi. Đấy rồi, Sweep mất flash để gank nhưng mà đứt đai tên lửa lúc rút lui dễ nhờ. Để đúng vào khu vực tầm nhìn mất luôn tốc biến của Sweep, rồi Sweep tôi cảm giác này với những cái người bất khóa làm liều như chúng ta thôi, biết rồi, tâm lý rồi, đáng tâm lý rồi. Sọp khả năng farm nhanh, anh ta farm hơn cấp độ và thậm chí rằng farm hơn đến 2 cấp độ so với Sweep. Một điều đơn giản hai level anh em ạ. Sâu vào những bãi rừng được ra liên tục ở giai đoạn ban đầu thì những bãi rừng được ra liên tục đó là những bãi rừng được nhiều cấp độ hơn. Bởi cái máy quét ngày xưa nó chỉ quét được một vùng, nó không di chuyển theo người đâu anh em ơi. Cái máy quét sọp vừa kích kìa. Theo cấp độ của những người trên toàn bản đồ và sọp đã ăn được liên tục những cái bãi ở phía trên hai lần. Anh ta hai lần ăn tóc và ba con sói. Sweep đang ở cánh trên, sọp lại xuống cánh dưới, gank cánh dưới thôi. Không gank bao cai làm gì cả anh em ạ. Có bao cai của Flanre đi đường thế là ok lắm rồi. Thêm cả điểm ạ, gục bằng thêm cả những cái lần di chuyển và bằng thêm cái lượng lính là nhiều hơn. Nên sọp càng ngày
càng có được một lượng kinh nghiệm nhiều hơn và trời ơi anh thành công. Anh ta không để cho ai ăn cái điểm. Còn nguyên chiêu cuối anh em ạ. Mặc dù gì thì Martin Whitley một cái rồi là bám xuống cánh dưới đánh dễ liền anh em ơi. Bên kia không có TP nào để cover cả, Fiora TP không nổi. Flanre đánh 1 cân 2 trên top, đánh có bao cái giữ trụ thôi. Sweep bị giữ lại bởi Flanre và với chiêu cuối Flanre tốc biến qua. Trời ơi. Đó là một tình huống rất nhẹ nhàng hạ gục được người đi rừng của newbie. Dễ nhờ, Sweep nút R bị liệt rồi. 1 cân 2 trên top đấy anh em ạ, cái thế là cái thế luôn luôn như vậy và sọp kìa. Cực kỳ khó khăn căng cứng. Các bạn nhìn sọp kìa, ngang nhiên chạy thẳng vào rừng, sweep ra đây mà đếm số rồi. Ra bít bào một tí máu trụ sau chạy thẳng vào rừng, cướp như chỗ không người vậy á. Một cái thế mà cực kỳ khó khăn, căng cứng tâm lý. Cực kỳ khó khăn cho anh ta rồi. Cả Dade hay sweep, đây, Dade đang bị vòng ra. Áp lực quá. Hãy lùi về luôn. Và chỉ số farm của Dade chưa bao giờ lại nó thấp đến thế. 99 so với ở 133, Tanh đang làm rất tốt. Kể cả bị câu máu rồi sao, một đòn hút bằng kỹ năng quy của Thanh là 189 máu được hồi lại. Và như vậy thì anh ta chả có lý do gì phải sợ những sát thương trước đến những sát thương đến từ con. Bắt đầu lệch CS rừng rồi nhá. Bạn nhìn con kim rẹt giờ nó vô gia cư rồi kìa. Đứng trên Farre không có chiều cuối mà có bùa đỏ đấm kìa. Chơi luôn đấy, ôi, hổ báo thật sự ạ. Flash chạy ạ, trời ơi. Kèo này mà đánh cho con Fiora Flash chạy là anh em hiểu. Phi chúng W vào không, nó còn phản đòn, nó còn phản đòn nhá. Chơi luôn. Hết flat rồi, Rồi chắc đi rồi. Chấp 2 nhưng mà hơi khó. Sẽ lên bảng bởi vì vì giữ kỹ năng W, kỹ năng phản đòn. Kìa, con Fiora không có assist ạ. Tanh đang muốn đi một con đường nào đó nhưng thôi Tanh lên đón quay top, Tanh lên đón quay top đi rồi sọc đón quay mid cho. Đây sọc lên quay mid rồi này, Tanh lên đón quay top này, Flare còn TP, set TP lại. Nếu như chết Fiora luôn ông ta. Nó còn cứu cứu sinh nha. Có sweep ở đây. Bật cứu cứu sinh là điều chắc chắn rồi. Ô lặn bể máu sớm đấy Tanh. Ờ cũng được, Ê à, cân 2 không được à? Không được. Cũng không đủ, cái hồi máu kia là quá nhiều. Sọc ăn luôn trụ mid rồi có sứ giả. Từ đại thử thách của Fiora nữa. Trong khi đó thì ở khu vực đứng dưới hiện 5.000 tiền đến nơi rồi. Đang khá yên ổn trong cái thế trận đối đầu với cả Happy Way và cả Jimmy. Sọp lại cướp rừng cánh dưới kìa. Bắt đầu lệch CS nhiều đấy anh em ạ. Sweep ngay cái quả vừa rồi thọt CS quá trời luôn. Sọp anh ta đang Sọp thì farm hết cả way mid. Những tài nguyên trong khu vực rừng bố đỏ của Sweep. Và như thế này thì cái khả năng tăng tiến sức mạnh của Sọp lại lên một mức lại các bạn thấy con Ray này khi mà nó xanh nó cướp rừng nhanh quá à. Nó clear rừng nhanh xong rồi nó lại chạy vòng vòng nó đang muốn lên về mặt sát thương. Hoàn toàn hợp lý thôi. Nó farm nhanh quá nên là nó khoảng trống nhiều á. Có ở đường trên và đường giữa trong trận đấu này đều là những tướng có thể vừa gây sát thương vừa chịu đòn khá tốt. Maokai có lẽ tập trung vào chịu đòn nhiều hơn, còn Vladimir sẽ là những trang bị nửa mùa. Bởi dù gì thì Vladimir là tướng mua trang bị máu thì thêm sức mạnh thuật, mua sức mạnh thuật thì lại thêm máu. Bắt đầu A30 CS rồi. Khả năng chịu đòn sẽ là tương đối cao. Cho nên cái nguồn sát thương thì lại cần phải được bổ sung bởi sọc. Đó là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra. Anh ta có thể san sẻ sát thương với chủ lực ở thời điểm cuối trận đấu. Và đó cũng là một trong những tôn chỉ, những tiêu chí để có thể mà lựa chọn người đi rừng ở phiên bản 6.10 này. Khi mà những bùa thay đổi về bùa lợi dòng nguyên tố rồi là sứ giả Kindred này bắt đầu bị đuối farm. Và các bạn cảm giác như game này nó phải lên cả kháng phép nên là nó rất là đuối đam. Mà gặp con Ray bên kia nó thục cho thì đúng là nát người. Way này đẩy vào trụ, cứ bot liên tục đẩy vào thì Sọp sẽ có way để băng trụ thôi. Cắm mắt ra kìa. Và mò anh ta bị hất tung lên tành vòng ra không cần TP của Flanre anh em ạ. Không còn tốc biến và trời nổ thần công. Nổ thần công tanh, tôi nghĩ rằng anh ta cũng không ở đứng trên bị gánh chết Flanre nằm khu đứng trên kìa. Cái này đều như kiểu như đánh đổi cánh rừng á. Cái boss này thua quá nên sweep nó không xuống được. Xuống đánh chắc chắn là thua. Dáng mà gánh cái Maokai đứng trên, mà Maokai này nó chết một hai mạng nó vẫn khỏe lắm. Vừa rồi đó là một pha mà SOM anh ta dùng đạn nổ thần công mắc tầm và khiến cho ở cái tầm tuệ nhá. 412 farm hơn rừng đối phương tầm hơn 30 CS. Một cái đường thẳng và nó tuệ ra khi đụng vào mục tiêu là tướng hoặc là nếu như ở cuối đường sẽ tuệ ra. Cướp hết rừng anh em ạ. Thì sọp nhìn sọp nó chạy vòng vòng nó cướp hết cả rừng rồi anh em ơi. Chính xác và anh ta khiến cho Happy Wild có được một cái kết rừng cánh dưới là gần như bỏ bởi vì nhưng tuy nhiên đây là một cái ấn tượng. Cánh này bên phía của Snake khỏe quá. Sweep ở thời điểm hiện tại đang có cho mình cấp độ 11 rồi nhưng tuy nhiên nếu nhìn về lượng chỉ số farm giữa hai người đi rừng cái sự chênh lệch đến 34 chỉ số lính ở chỉ mình đơn giản một điều thôi.
Nếu như tính hai trang bị đi rừng là bằng tiền với nhau, tính cái kiếm răng cưa cũng là như nhau, thì Sọp đang hơn đứt đối phương một cái ma vũ song kiếm. Đấy, đấy là cái hơn của Sọp so với cả Swift. Nhưng Swift có sứ giả ngày xưa nhìn cứ te nhờ. Mà rồng ngày xưa nó không hiện nguyên tố anh em, nó chỉ hiện là ăn được bao nhiêu con rồng thôi, nhưng về phía con Snake đang ăn được một rồng kìa. Nhưng mà nó không hiện nguyên tố đang ăn được là gì á. Đây rồi, lại bắt được Happy Wife. Anh chàng này bị đấm này, đấm phát nữa này. Không cần đấm phát nữa. Không cần đấm. Thôi, Martin lấy cái điểm hạ gục đó. Những pha gánh cực kỳ đơn giản kiểm soát. Đây là một trận đấu với kết quả là 2-0 nha anh em nhé. Hoàn toàn dưới gì đấy? Không có Sọp ở đó, và hình như đã nhìn thấy cả Martin và Sọp đang ăn bùa đỏ rồi. Ngày xưa FPS thấp nhìn lag nhá. Lắc như Văn Tùng cắt rank ở mấy hôm trước vậy. Thời điểm này của Daddy cũng như là những vị trí đây là máy chủ kiểu như sẽ không đủ để cho họ có thể máy xem giải của LPL luôn á. Giao tranh một cách thẳng mặt với cả bên phía của Snake. Bây giờ là một cái thời điểm khá khó thở dành cho Happy Wife khi mà xạ thủ dừng đường dưới cứ có là Sọp lại farm thôi. Hơn hẳn cho anh ta, nó là một đồ chí mạng. Một đồ chí mạng và đặc biệt là với khả năng dồn sát thương đến từ giao điện static. Thì máy quét bây giờ nâng cấp thì nó mới lên thành cái máy quét chạy vòng vòng xung quanh này anh em này. Máy quét này là máy quét được nâng cấp nha anh em nhé. Trong khi đó thì được nâng cấp. Rất khó chịu, cách đánh này chúng ta đã biết rồi, đã nhìn ở trong giải đấu Mountain Dew Championship Series mùa trước là nhiều rồi, khi mà nó còn mang một cái tên khác. Tất cả những gì mà chúng ta đang thấy là sự áp đảo của Snake V cùng với Swift không thể nào dám làm gì, tôi chắc chắn cái điều đó. Cảm giác như là Snake khi mà có người đi rừng là Zia thì họ lại không có được những cái bước hổ báo như thế này. Lối đi rừng của Zia khá thiên về gọi là khâu kiểm soát bản đồ cũng như là chơi an toàn. Sọc cam cho cánh bot khỏe rồi, con Lucian này cũng khỏe rồi. Tìm hai xạ thủ, con Vla vừa có AP vừa tank. Không nằm ở cái cách đánh mà nó nằm ở tâm lý. Là phải có tâm lý thi đấu tốt thì bạn mới có thể hổ báo được, mới dám vào rừng của đối phương chứ đúng không? Chứ còn tâm lý thi đấu mà đang ít thì mà kém thì không thể nào mà dám vào rừng của đối phương liên tục được. Mà đây là Sọp làm rất nhiều lần, một cú hất tung lên nhưng nó dường như là chỉ làm cho đất bị nứt đi mà thôi. Rõ ràng chúng ta cần phải gọi cho ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường để xem vấn đề đất nứt vừa rồi là như thế nào. Và đất nứt như vừa rồi thì cũng khiến cho newbie một phen phát hoảng. Còn với Sọp liên tiếp những... Sọp vẫn đang duy trì tầm 2 level của cách biệt đấy anh em ạ. Và liên tiếp là những tình huống mà Swift máu Swift này farm thọt quá những cái tài nguyên rừng. Chúng ta thấy rằng là cùng một khoảng thời gian khi mà Swift chỉ farm được thêm 9 chỉ số, 3 đồ rồi kìa, 22 phút cầm 3 đồ rồi kìa anh em kìa. Tức là anh ta farm gần gấp rưỡi so với đối phương trong cùng một khoảng thời gian. Rõ ràng thì chúng ta có thể thấy cái điều đó khi mà anh chàng Swift thêm được cho mình song kiếm thì Sọp cũng đã bổ sung luôn cho mình đó là cái chùy gai màn mò Tears rồi. Ngày xưa quái rừng nó nhảy mỗi bãi được tầm 3 CS anh em ạ. Thế nên là CS ngày xưa nó không dễ để bắt kịp cùng với Len. Bây giờ thì khi nó cộng lên 4 thì việc dừng farm bằng Len thì nó cũng dễ hơn. 139 chỉ số quái vật rừng này nó anh ta phải kích tốc luôn đến từ săn đuổi để có thể thoát đi. Anh ta sợ rằng là lại có một nó phải tầm 170-180 CS ở Len bây giờ anh em ạ. Tất cả những gì mà Newbie đang chờ được cậy chắc là Vi thôi, chỉ chờ Vi khỏe. Vi đang có 200 chỉ số lính, Vi đang có được một chỉ số cũng không tệ. Vẫn là chạy vòng vòng cướp rừng ở quanh con Lucian này anh em ơi. Quanh con Lucian với Brom thì nó sẽ có cái nguồn backup rất là uy tín, nên là Sọp tự tin cướp rừng thôi. Mà Swift thì có cả đại thử thách vào vị trí của Flanvay đang gặp khó rồi, nhưng tuy nhiên thì Flanvay che điểm yếu cuối cùng đang kiên cường chống trả với Vi với cả những chỉ số hết 3 điểm yếu ở xung quanh đang nữa. Còn sau khi đó thì Jim trời ơi sát thương số một tình huống rất quyết đoán đấy thì Martin khi mà anh chàng xạ thủ của Snake dùng cả hai phép bổ trợ và những bộ kỹ năng của mình để có thể hạ gục được người chơi hỗ trợ của đối phương. Flanvay thoát đi với một chút xíu máu nhưng trong khi đó Vi cũng không còn lại bao nhiêu cả, nhưng tuy nhiên Vi vẫn đang có lợi thế để có thể đẩy ở khu vực đường dưới. Còn ở khu vực đường trên ông Swift vẫn bám cánh trên xoay quanh cái bộ đôi thua là bộ đôi CV với Kama nên là vào trụ hai khu vực đường trên của Newbie bị cướp hết rừng rồi. Và bây giờ thì vẫn là Sọp với những gì mà anh ta đang thể hiện, đang đẩy ở khu vực đường trên này, Vi thì đang đẩy ở khu vực đường dưới, Team Snake vẫn đang có lợi thế và đây sẽ là cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên đổi lấy cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới. Đang có giao tranh, đang muốn nổ ra tấn công vào Dijou, tung ra một chiêu cuối, Dijou đang muốn lùi lại sẽ mất đi tốc biến của mình, tốc biến đi luôn.
Và như vậy là đủ rồi. Hợp lý. Hợp lý rồi. Hiện tại thì bây giờ Snake họ đang có rất nhiều lợi thế để có thể kiểm soát được những mục tiêu lớn như là rồng và cả bộ đội Baron. Tôi thấy rằng họ đang ping khá nhiều vào vị trí. Để hôm nào reaction cái trận đầu tiên sọc đánh có Lee Sin ở tại LPL xem. Thực sự cần thiết và những giao tranh mà không. Xem ngày đấy tầm 18 tuổi xử lý kỹ năng thì nó như thế nào nhá. Bây giờ thì ăn Baron này không ai biết, không ai biết. Côn lén của Baron này, hay chưa kìa. Trổi ăn nhanh chưa kìa. Hiện tại không ai có thấu kính cả thì ai phát hiện ra được con Baron này? Dành cho Team Snake, tank có bộ lợi Baron chắc chắn sẽ lùi lại được. Sweep có tiến ra đây, Sweep có muốn làm chậm hay các kiểu gì đều không được, bởi tank chỉ cần ấn đúng một Lucian đồ này với con Ray đồ này mà nó ăn thì tăng tốc. Anh đã dùng tăng tốc rồi. Và vừa rồi như đã nói, đó là việc mà các thành viên Snake họ chủ động lùi trong pha giao tranh vừa rồi. Vừa rồi khiến cho newbie nghĩ rằng là như vậy là họ không muốn giao tranh mình nữa. Rõ ràng là lùi một bước thì tiến 10 bước. Chính xác. Và chưa kể thì tôi nghĩ rằng trong pha thi đấu đó, Sọp đã đứng kêu gọi đồng đội. Anh ta đứng ở một cái góc, đứng chờ rất lâu. Và đến khi những người đồng đội nhận ra 2016 đến bây giờ. 5 năm. Rõ ràng Rom đã nhảy vào đua người Sọp để lao xuống, còn Lucian tự lướt xuống thôi. Họ có được con Baron đầu tiên trong trận đấu. Đánh đây là win rồi anh em à. Đánh đây là win game 1 rồi á. Hiểu rõ idol quá thể 9.000 mấy tiền rồi. Đó. Nhưng vấn đề ở đây Sọp là người kêu gọi, người là người kêu gọi giao tranh, là người kêu gọi những người đồng đội của mình di chuyển. Như vậy thì phần nào đó cái lối chơi của Snake sẽ nhanh chóng được gắn kết hơn, hơn là cái việc mà những người đồng đội khác kêu gọi Sọp. Như vậy thì cái sợi dây liên kết giữa Sọp và những người đồng đội của mình sẽ được tạo ra. Tính ra đợt này tôi làm VTV rồi nhưng mà anh ta đang làm nó. Đợt đấy thì không được phân công làm LPL. Bây giờ thì chênh lệch về cấp độ vẫn là hai cấp độ giữa Sọp và Sweep. Đó, nói chung là tôi nghĩ rằng một vài từ tiếng Trung kiểu đi hay là ăn Baron hay là như thế nào không chuyện gì, nó là phải là một cái từ khó khăn. Tôi chỉ biết một vài từ tiếng Trung thôi, kiểu như Awa Smart hoặc là Xixi, cảm ơn. Xixi ở nỉ hao. Nhưng mà rõ ràng thì như một hai dòng đất thì dùng tiếng Anh, sau và đồng đội sẽ dùng một số những từ tiếng Anh. Một số những từ tiếng Anh đơn giản thì nó rất đơn giản. Tiếng Anh đang là một trong những ngôn ngữ trở nên thông dụng, rất thông dụng trên thế giới. Không phải là, không biết là Snake có phải là gặp may mắn không khi trong trận đấu này họ đã hai lần ăn được bùa lợi giống đất rồi. Như thế này, cộng thêm cả bùa lợi Baron nữa, thì cái khả năng đẩy trụ của Snake được gia tăng lên rất cao. Và đây là một cái khoảng thời điểm... Giống đất ngày xưa nó tăng sát thương lên công trình và quái lớn nhá anh em nhé. Gia tăng tối đa lợi thế cho mình, đồng thời bóp... Có giống đất ăn mấy con Baron nhanh lắm. Tôi không biết rằng ở trong cái... Không phải tăng chống chịu như bây giờ nhá. Họ có nhầm lẫn hay không, bởi tôi nhớ là có một con rồng đại dương ở đầu nữa, tổng cộng là 3 rồng. Và Sweep phải bật chiêu cuối của mình, và đây là một tình huống mà Sọp đã bắt buộc Sweep phải mất đi cả tốc biến bởi một cái đạn nổ thần công tung ra là cực kỳ khó chịu. Không mất tốc biến thì sẽ phải lên bảng điểm số. Mà bây giờ lại thêm một lạng trang bị công nữa, đao hùng tàn đến từ SOM, anh ta định lên cho mình dạ kiếm Rakha. Dạ kiếm Rakha. Hoặc có thể là một trang bị khác, hoặc có thể kiếm Mayumu. Trời ơi, Sọp bắn kìa. Tức phải tốc biến lùi đi và dí bắn tí thôi là thấy. Và anh ta đang mở ra một tiền đề giao tranh cho Bao cái bơi thẳng và chết luôn AD rồi. Sweep cũng phải bỏ chạy Sọp la vào. Sọp flash lên. Anh ta cùng với đồng đội lấy điểm hạ gục của Dade. Tay ngăn double. Trận đấu này đã có kết quả, trận đấu đầu tiên trong cặp thi đấu BO3 giữa Team Snake và Newbie, gần như Vi không làm được bất kỳ một điều gì trong giao tranh này cả. Và anh ta như là một cánh hoa tàn giữa mùa 28 xuân. Phút rồi. Và đây đã là mùa hè rồi. Xin chúc mừng Sọp vừa chiến thắng đầu tiên. Phát này hình như là tại LPL. Và cũng xin quay qua nhìn Sọp đúng không? Quay qua nhìn Sọp kìa. Quay qua nhìn Fanrei à? Trước Newbie, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Đó kiểu Dade với cả Sweep có thứ ngồi kiểu... Tiếp hiệu kiểu gì? Nếu như Snake thắng trận thi đấu tiếp theo, họ có 3 điểm. Còn nếu không, họ sẽ phải thi đấu với đối phương trong trận thi đấu thứ 3. Tất cả sẽ như thế nào, chúng ta sẽ trở lại trên Vietnam Sport TV trong khoảng tầm 1 ít phút nữa. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng các bạn vẫn đang... Tôi không biết là phần đấy Jisoo quay qua nói... Tôi biết là Jisoo quay qua nói Flandre hay nói Sọp ta. Sọp thì chỉ ngồi cười bình thường nhẹ nhẹ thôi. Chắc là nhìn Sọp à? Hình như là nhìn Sọp anh em à. Hoặc là có nói thì chắc là Sọp cũng không hiểu. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, đó mới là trận thi đấu đầu tiên thôi. Ok, đây là trận đấu đầu tiên của Sọp ở tại LPL. Và sau ván này thì Sọp còn thắng thêm ván sau nữa. Nếu các bạn có thích thì có thể xem lại ở trên Vietnam Sport TV nhá. Vào mùng 5 tháng 6 2016 tại mùa hè. Ở game 2 thì nó cũng diễn ra với... một kịch bản cũng tương đối căng thẳng.
Frame rate ở đó đánh Irelia phiên bản cũ. Phiên bản mà cái E nó vẫn làm choáng, cái Q nó vẫn đâm vào, cái W thì tăng sát thương chuẩn các thứ. Đánh với con Trundle, trận này cũng gọi là cực kỳ căng não luôn. Sọt thì đánh Kindred. Và có con Lucian của Martin game này thì rất là xanh, nó là 10-05 KDA. Lucian ngày xưa thì build đồ cũng rất là dị. Bên kia là Dade cũng rất là xanh, nhưng mà sweep game này thì đúng là hơi mú anh em ạ, 066 á, trời ơi. Nó có rất là nhiều thứ cũ ở đây, nó rất là nhiều thứ hoài niệm ở đây. Các bạn có thể xem lại trên Vietnam Sport TV nhé. Còn trận sau thì có lẽ mình sẽ tiếp tục reaction những cái game khác tại LCK hoặc là các game khác của Sọp ở tại LPL. Như mình đã bảo thì có một vài những trận đấu đánh Lee Sin lúc mà mới đánh. Hoặc là có Rek'Sai Alpha nữa, cũng rất là nhiều những cái trận đấu Sọp đánh rất là hay từ lúc mới qua LPL, và cái lối đánh lúc đấy của Sọp nó rất là hoang dã, nó rất là rank, chứ nó không kiểu như là hy sinh vì đồng đội như bây giờ. Thời gian gần đây các bạn thấy là Sọp đánh rất là hy sinh vì đồng đội, đánh nhiều con làm nền cho đồng đội. Khi mà đội hình có nhiều carry như ngày xưa giúp mà Sọp mới sang giao tiếp kém á, thì đa phần là đánh carry và đánh những con mà có thể gọi là out jungle đối phương. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video clip, và hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo của Văn Tùng nha. Bye bye.